một chương trình nghệ thuật đặc sắc của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC phối hợp cùng Công ty Cổ phần Truyền thông PNA sản xuất, gửi đến quý khán giả vui xuân đón Tết cổ truyền Quý Mão. Xuân Thái Hòa, một buổi đại tiệc nghệ thuật ấn tượng đầy màu sắc. Những tiết mục được đầu tư dàn dựng công phu. Cùng sự góp mặt của nhiều khách mời nghệ sĩ tên tuổi, Xuân Thái Hòa là những câu chuyện đẹp truyền cảm hứng, làm bừng sáng niềm tin về một năm mới an khang thịnh vượng. Xuân Thái Hòa phát sóng 20 giờ ngày 22 tháng 1, tức mùng 1 Tết trên các kênh sóng của VTC và ứng dụng mạng xã hội của VTC Now.